Đại diện cho quyền lợi người lao động, phía Công đoàn Việt Nam cho rằng đã sắp hết năm và Hội đồng Tiền lương Quốc gia cần sớm khởi động đàm phán để nếu không kịp điều chỉnh vào đầu năm 2024 thì vẫn kịp thời điểm với cải cách tiền lương khu vực nhà nước áp dụng vào tháng 7 năm 2024. Tại phiên đầu tiên vào tháng 8, bàn về tiền lương tối thiểu năm 2024, Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất lùi phiên thương lượng tiếp theo từ tháng 11. Nguyên nhân là kinh tế sụt giảm, hơn nửa triệu lao động mất việc, giảm giờ làm, chỉ số giá tiêu dùng CPI 6 tháng đầu năm tăng 3,29%, lạm phát tăng 4,74% so với cùng kỳ năm trước. Ông Lê Đình Quảng, Phó Ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phân tích đến nay chưa khởi động đàm phán lương thì chắc chắn không kịp tăng vào mùng 1 tháng 1 như thông lệ nhiều năm, bởi từ lúc các bên họp bàn để chốt được mức tăng, thời điểm tăng cho tới khi nghị quyết điều chỉnh, trình chính phủ, ban hành và có hiệu lực cần quãng thời gian. Chỉ còn hai thời điểm thích hợp để tăng là ngày 1 tháng 4 và 1 tháng 7. Về mức tăng, chính sách tiền lương mới trong khu vực công áp dụng từ tháng 7 năm 2024 và dự kiến mỗi năm tăng bình quân 7% từ năm 2025. Theo ông Quảng, tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu khu vực tư thấp nhất cũng nên xấp xỉ mức này, bởi ngoài bù trượt giá, cần tính nhiều yếu tố khác sau gần 2 năm chưa điều chỉnh. Thưa quý vị, khỏi khẳng định rằng công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm thời gian qua phát sinh nhiều điểm nóng về khiếu nại, đặc biệt là các dự án giao thông. Nhà nước thu hồi nhiều diện tích đất, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người dân khi mà dự án đi qua. Tuy nhiên, tại dự án Vành đai 4 vùng thủ đô qua địa bàn thành phố Hà Nội, do công tác nắm bắt tâm tư, vận động và tuyên truyền nên người dân đã rất đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, giảm thiểu đơn thư khiếu kiện. Đây là lá đơn có chữ ký của 60 công dân gửi các cấp, đề nghị nắn chỉnh hướng tuyến của dự án đường Vành đai 4, không đi qua nghĩa trang thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Ông Thìn là một trong 60 người ký vào lá đơn này. Để không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, chính quyền và các đoàn thể xã Hồng Hà đã tới nhà nắm bắt tâm tư và vận động tuyên truyền để ông Thìn hiểu về chủ trương dự án đường Vành đai 4. Mặt trận Tổ quốc xuống làm việc với tôi. Tôi nhận là cái sai của tôi. Đến bây giờ thì thực tế là cái phần mà tôi đã chót vào thì tôi đã có nhất quán là bây giờ thì tôi xin rút chữ ký của tôi ở trong đơn. Bốn đoàn đi vận động đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động giải thích. Thì đến nay là chúng tôi đã tuyên truyền vận động là cơ bản các hộ gia đình đã nhận thức chủ trương và ký vào đơn xin rút. Nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh đạo cơ sở và người dân đã diễn ra tại thôn Bồng Lai để vận động người dân chuyển bộ, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Đồng thời lúc này, đối với cấp huyện, để trả lời kiến nghị của người dân một cách nhanh nhất, một làn xanh đã được thành lập tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng. Và ngay khi huyện, xã cùng đồng thời giải thích, tuyên truyền, vận động kịp thời, 60 công dân đã tự nguyện rút lại đơn kiến nghị mà họ đã ký trước đây. Thực hiện cái chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện thì chúng tôi cũng có cái cơ chế là tập trung để giải quyết khẩn trương đối với các cái đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị liên quan đến dự án đường Vành đai 4 thì chúng tôi tập trung và để giải quyết khẩn trương và giải quyết ngay kịp thời để đảm bảo cái tiến độ và đảm bảo cái ổn định để trong cái phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4. Không chỉ tại Đan Phượng mà việc gặp gỡ, đối thoại và tiếp xúc giữa cán bộ với nhân dân để vận động giải phóng mặt bằng đã diễn ra hàng ngày tại huyện Mê Linh. Cho em đến đây thôi, còn cái chỗ đằng sau này là chưa lại. Bây giờ là trung tâm phát triển quỹ đất phải về kiểm tra lại ngay và sớm có cái việc này. Kiểm tra xong thì báo cáo lại ủy ban rồi hội đồng đền bù để xem xét cụ thể cái này nhé và trả lời cho nhà bác. Để người dân hiểu và đồng thuận, mỗi cán bộ đều biết lắng nghe, chia sẻ, đặt mình vào vị trí người dân. Làm việc gì thì cũng phải liên quan đến dân, mà nhân dân phải đồng tình, phải đồng thuận thì mới triển khai được. Nhất là trong cái công tác về giải phóng mặt bằng đối với các dự án, mà đặc biệt là cái dự án xây dựng đường Vành đai 4 là một trong những dự án quan trọng, trọng điểm của quốc gia. Trong quá trình triển khai dự án đường Vành đai 4, thời gian qua cũng có những băn khoăn, thắc mắc và kiến nghị liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, chế độ đền bù, hỗ trợ, nhưng đều được các địa phương và thành phố Hà Nội trả lời theo đúng thẩm quyền. Đặc biệt, ngoài trách nhiệm trả lời của người đứng đầu các cấp, thì công tác dân vận của cán bộ từ thôn, xã huyện rất đáng khâm phục. Họ luôn cạnh người dân,
và giải quyết ngay đúng thẩm quyền của mình những khúc mắc mà công dân còn chưa bằng lòng. Vì thế, cho đến nay, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô chưa có đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp hay phát sinh những điểm nóng về an ninh trật tự liên quan tới dự án. Từ nhiều năm qua, người dân ven các kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh phải sống trong điều kiện khốn khổ, môi trường không đảm bảo. Dù việc di rời nhà ven kênh rạch đã được đề ra từ lâu, tuy nhiên sau gần 10 năm triển khai, dù có nhiều nỗ lực nhưng tiến độ di rời nhà ven kênh rạch ở thành phố còn chậm. Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra, thế nhưng nguồn vốn và cơ chế thu hút đầu tư vẫn là nút thắt lớn nhất. Mời quý vị cùng đến với phóng sự sau. Sau hơn 20 năm từ khi dự án được khởi động, với nhiều lần nâng lên đặt xuống, cuối tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm. Có thể thấy đây là tín hiệu được người dân và thành phố mong chờ, bởi giờ đây dự án không còn nằm trên giấy. Thế nhưng, dù có chiều dài chỉ chưa đến 10 km, nhưng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đã lên đến 6.372 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng chi phí đầu tư của toàn bộ dự án. Đồng thuận của người dân nó sẽ có một cái tác động rất lớn đối với cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án. Vì dự án này thì các bạn thấy thông tin sơ bộ hồi nãy thì trong gần 10.000 tỷ nhưng mà chúng ta đã hơn gần 70% là cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó cái lượng mà người dân bị ảnh hưởng trong cái vấn đề thu hồi đất để đầu tư công trình này là rất lớn. Nếu mà nhà nước cấp chung cư thành phố thì cũng nói gì sợ nhà nước cấp chung cư xa thành phố đó. Thì con cái cháu nó đi học không được. Thì thôi bây giờ nếu mà nhà nước bồi thường thỏa đáng cho trong gia đình thì lấy tiền để mà ra ngoài để kiếm cái nhà nho nhỏ. Tuy nhiên theo thống kê, Bình Thạnh chưa phải là địa phương có số lượng nhà ven kênh cần phải di dời cao. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh phải di dời hơn 6.500 căn nhà ven kênh với kinh phí dự kiến khoảng 18.000 tỷ đồng. Đây là con số rất lớn, trong khi ngân sách thành phố hạn hẹp, thu hút vốn từ khối tư nhân rất khó khăn vì lợi nhuận không hấp dẫn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, chính sách xác định đơn giá bồi thường và tái định cư cho người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Cái khối lượng nhà đất phải di dời giải tỏa nó quá lớn, cái nguồn vốn thì nó cũng rất là lớn. Nếu mà chúng ta sử dụng vốn ngân sách toàn bộ thì chắc trong cái thời điểm hiện nay, sau thời điểm Covid này thì nó cũng rất là khó. Thứ hai nữa là do cái khối lượng lớn thì cái thẩm quyền phê duyệt nó không còn nằm ở thành phố nữa mà phải ra tới chính phủ, ra tới quốc hội theo quy định của luật đất đai. Thứ nhất là khó khăn về vốn. Vốn đây là mình cũng đề xuất trọng điểm cấp thiết nhưng có nhiều cái dự án hạ tầng khác trọng điểm hơn. Cái vướng mắc thứ hai là về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư. Thì chúng ta biết đa số các dự án trên kênh rạch đều có pháp lý nhà đất phức tạp, nhà đất không phép rồi lấn chiếm, nên cái việc hiệp thương, bồi thường, rồi kể cả các trường hợp khiếu nại chưa đồng thuận. Cái năng lực về tổ chức quy hoạch và tổ chức dự án thì đã làm những cái dự án mà gần như là không dựa trên cơ sở thực tế, mà đưa ra 20.000 rồi rút xuống 10.000 rồi cuối cùng làm được mấy ngàn, thì cái đó nó chứng tỏ là khi anh nêu ra kế hoạch, anh không căn cứ vào năng lực thực tế. Từ năm 2020, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư không còn quy định về hình thức hợp đồng BT. Do đó, nhà đầu tư không được thanh toán bằng quỹ đất mà chỉ có thể khai thác, kinh doanh trên phần diện tích đất sau khi đã di rời nhà trên và ven kênh rạch. Thay đổi luật dẫn đến việc mời gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án không còn hấp dẫn so với trước. Đây cũng là một trong những nút thắt khiến việc di rời nhà ven kênh chưa thể đạt kế hoạch. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa triệt phá ổ nhóm sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu được pha chế tẩm ướp ma túy quy mô lớn tại Hà Nội. Trong đó, đối tượng chủ mưu cầm đầu được xác định là Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội. Đối tượng chủ mưu cầm đầu được xác định là Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú Hoàng Mai, Hà Nội. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy, 5 can nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy, một máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp, gần 300 thùng các tông chứa thiết bị lắp ráp thành hơn 10.000 điếu thuốc lá điện tử, 1 triệu vỏ điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi hóa chất, nguyên vật liệu, nhãn mác dùng vào việc đóng gói thuốc lá điện tử.
Ngoài ra thu giữ gần 15.000 điếu thuốc lá điện tử chứa tinh dầu được nhập lậu từ nước ngoài về. Qua điều tra, Thơ lên mạng tìm kiếm công thức rồi pha chế tẩm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào đầu điếu thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi rồi chạy máy để thành thuốc lá điện tử. Điếu thuốc lá sợi có chứa chất ma túy. Với mỗi loại, Thơ bào chế ra 3 vị khác nhau. Tẩm ướp ma túy xong, các đối tượng dán nhãn thuốc lá điện tử Emperchill và thuốc lá điếu Dominix. Toàn bộ bao bì nhãn mác thuốc lá điện tử được Thơ đặt làm riêng, độc quyền, có cả chế độ bảo hành, đổi trả với các sản phẩm bị lỗi. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản của nước ta. Tuy nhiên đây cũng là thị trường nhiều biến động khi các chính sách quy định thay đổi liên tục, khiến các doanh nghiệp nông dân nhiều lần gặp khó. Và mới đây nhất, người nuôi tôm hùm bông ở Khánh Hòa đang rơi vào cảnh lao đao bế tắc khi nhiều tháng qua thương lái không còn đi thu mua nữa. Nguyên nhân là do Trung Quốc vừa sửa luật bảo vệ động vật hoang dã, cấm bắt và buôn bán tôm hùm bông thiên nhiên. Vịnh Vân Phong là một trong những vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. 3 tháng nay, tôm hùm đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn không xuất bán được. Người nuôi phải cầm cự bởi chi phí nuôi tôm hùm tăng mỗi ngày. Đáng lo ngại hơn, giá tôm hùm bông cũng đang giảm mạnh, khiến người nuôi hoang mang lo lắng. Thì nuôi sản lượng bây giờ đây là còn được khoảng 4 tấn. Đúng tới cái tuổi thương phẩm thì hiện giờ chúng tôi cũng chưa bán được. Thì bán cũng gọi là dùng cái từ là bán nhả giọt. Nó còn mà bán theo rộng rãi như mọi năm thì nó chưa rơi vào cái điểm đó, nên chúng tôi cũng vẫn còn khá khăn. Tôm hùm bông là loại hải sản có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Tuy nhiên mới đây, Trung Quốc sửa luật bảo vệ động vật hoang dã, cấm bắt và buôn bán tôm hùm bông thiên nhiên. Để xuất khẩu tôm hùm bông sang Trung Quốc, các doanh nghiệp phải chứng minh là tôm không đánh bắt trực tiếp từ biển, minh chứng quá trình nuôi rõ ràng, không sử dụng giống khai thác từ tự nhiên, nghĩa là con giống phải là thế hệ F2. Điều này khiến việc bán tôm hùm bông phục vụ xuất khẩu càng thêm khó khăn, bởi con giống của Việt Nam chủ yếu là nhập khẩu và khai thác tự nhiên trong nước chưa nhân tạo được. Thống kê toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 2.700 hộ nuôi tôm, trong đó có khoảng 900 hộ nuôi tôm hùm bông. Với số lượng gần 100.000 lồng, tương đương 1.000 tấn, hiện nay tôm loại 1 cơ bản đã tiêu thụ được hơn 70%, còn tôm loại 2 dưới 1kg một con mới chỉ bán được khoảng 150 tấn, tổng sản lượng tôm hùm bông còn tồn đọng là khoảng 500 tấn. Bây giờ người ta phải yêu cầu là phải có giấy tờ này kia rồi để mình được cung cấp cho bên Trung Quốc á. Rồi Trung Quốc lúc đó là họ mới xác nhận cái nguồn gốc là ở bên Việt Nam mình nên mình mới xuất khẩu được. Cơ chế bây giờ nếu mà muốn làm con tôm cho được xuất khẩu cho trộn thì mình phải liên kết làm cái chuỗi. Tất nhiên là phải thành lập một cái chuỗi và có nguồn gốc xuất xứ và có vùng nuôi thì mới bán được cái giá trị là mình đi chính ngạch được. Trước tình hình tôm hùm bông không có thương lái thu mua, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã khuyến cáo người dân nếu tôm kích cỡ nhỏ thì cố gắng tập trung chăm sóc, bảo vệ tài sản trong mùa mưa bão, còn tôm đến thời kỳ thu hoạch, bên cạnh việc chăm sóc thì tiếp tục tìm kiếm các thị trường tiêu thụ. Về lâu dài, để giúp đầu ra cho tôm hùm bông được ổn định, không phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, các doanh nghiệp và các hộ nuôi cần phải thực hiện tốt các công tác nuôi tôm hùm đúng quy hoạch, có đăng ký kê khai đầy đủ với cơ quan quản lý. Bản tin của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vì tin lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao trên các trang mạng xã hội, thời gian qua đã có hàng trăm, hàng ngàn người bị sập bẫy của các tổ chức buôn người ra nước ngoài. Bằng các thủ đoạn tra tấn man dợ, các tổ chức này quay phim và gửi về cho gia đình nạn nhân để đòi tiền chuộc. Và trong số những nạn nhân đó, không ít người đã mất tích từ khi bị tra tấn bên đất Campuchia. Nội dung này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.